Thế bây giờ đánh giá là Ukraine chơi cái bài này có giỏi không? Thì cá nhân tôi cũng phải đánh giá cao cái chiêu này của Ukraine. Họ có một cái sự chuẩn bị, có một cái kế hoạch, họ đảm bảo được bí mật đến lúc mà trình diễn, đúng không ạ? Và cái màn trình diễn này cũng thu được một số kết quả nhất định ở cái thời điểm hiện tại, ít nhất là cho phương Tây thấy là phía Nga yếu đuối thế nào. Rồi phía Nga làm sao, xin lỗi, phía Nga không có khả năng phòng thủ trên đất của mình. Cái phản ứng của Nga như thế cũng là tương đối chậm, nhưng cũng chỉ thế thôi. Còn nếu mà so với gọi là những cái mang tính mưu mẹo, có tính sáng tạo, đóng góp cho lịch sử thế giới, lịch sử quân sự thế giới, thì cái bài này thực tế là không mới, mà đơn giản là anh làm tròn vai, anh là cái phe yếu, anh chơi được một cái đòn, tạo ra một cái mưu để đánh một cái đối thủ mạnh hơn. Cái này thì Việt Nam ta đã làm rất nhiều rồi, đúng không? Đánh vào thời điểm nhạy cảm, nó gần bầu cử Mỹ, đúng không? Tìm đến một cái địa điểm nhạy cảm, đó là nhà máy điện hạt nhân. Thì mọi thứ đó thực tế trong lịch sử đã có rồi, cũng chỉ là cái bài gọi là bổn cũ soạn lại, xong rồi vận dụng trong tình hình và điều kiện mới. Thế còn về phía Nga thì người Nga có kém không, đúng không? Thì tôi nghĩ rằng là kém hay không cũng phải xem cái diễn biến sắp tới mới đánh giá được. Còn việc để cho đối phương vượt qua biên giới như thế này, đúng không? Thì tôi nghĩ rằng là Nga, trình độ của người Nga khi để xảy ra cái vụ này nó cũng ở mức trung bình thôi, chả quá kém. Bởi vì một cái vùng biên giới mà rộng lớn như thế này, cái sự phòng thủ tôi nói rồi, cũng không cần phải chi chít, đúng không? Thứ nữa là có đánh sang, đánh bao nhiêu thì phải bộc lộ ra rồi thì mới có một cái phản ứng tương xứng. Thì nó cũng là một cái để tiết kiệm nguồn lực thôi. Có thể họ biết thừa là có quân Ukraine đánh sang, nhưng bao nhiêu thì họ không biết. Đến bây giờ thì họ thấy rằng là đông đấy, 10 lữ đoàn, thì họ sẽ tìm cách để phản ứng tương xứng với cả cái động thái của phía Ukraine. Thế nhưng mà người Nga như cái chỉ đạo của Tổng thống Putin, tôi thấy rằng là họ còn tính toán đến những vùng khác, Bryansk đúng không? Rồi cả Belgorod, những cái hướng đó, đề phòng những cái hướng đó thì chứng tỏ là họ cũng đã trong cái kế hoạch đối phó của họ, họ cũng có một cái sự đối phó tương xứng còn cao hơn nữa ở mặt chiến cái bản chất. Cái cuối cùng sau khi trình bày xong với các bạn thì tôi thấy rằng bản chất của hướng tấn công Kursk của Ukraine này, đó là một cái hành động phá thế bế tắc, là một cái nước đi chủ động mới của Ukraine, và có thể nó sẽ kéo theo những cái diễn biến mới, đó là một cái bước ngoặt. Kiểu gì thì kiểu đây cũng là một bước ngoặt rồi, khi mà đây là một cái diễn biến rất mới, anh đánh quân, đưa quân sang đánh đất vào đất đối phương, đúng không? Nếu từ 2022 đến nay chỉ có phía Ukraine, phía Nga đưa quân sang lãnh thổ Ukraine, thì đến nay Nga đã bắt đầu có sự Ukraine đã có phản ứng đưa quân sang lãnh thổ của Nga. Đây là một cái mới. Thì phân tích với những cái dữ kiện chỉ trong vòng khoảng 10 ngày trở lại đây, đúng không? Thì chúng ta thấy thì mới chỉ tôi thì tôi mới chỉ dựng được cái bức tranh toàn cảnh như vậy. Còn lại thì phải chờ xem diễn biến tiếp theo nó như thế nào thì chúng ta sẽ cùng chia sẻ, cùng trao đổi tiếp. Bạn Thanh Loan có nói à, vâng, nhớ đọc bình luận của tôi, cảm ơn bạn đã có lời khen là tin tức trung thực. Bạn Dũng có nói là trang bị nặng của Ukraine có đủ bổ sung khi bị phá hủy không, và công tác Ukraine hậu cần của Ukraine có thể bị chặn không khi mà anh kéo quân sang đất của đối phương, thì đấy là một cái bài toán mà anh phải giải quyết, đó là cái bài toán tiếp vậy. Nếu mà anh không giải quyết thì đây là một không giải quyết tốt, không có phương án chuẩn bị thì đây là một cuộc phiêu lưu quân sự.
tôi nghĩ rằng là khi Ukraine phát động cái hoạt động này, cái hướng tiến công mới này thì họ đều có sự chuẩn bị rồi. Vấn đề ở chỗ là cái phản ứng, cái nguồn lực của Nga đáp trả lại như thế nào thôi. Về trang bị hạng nặng của Ukraine thì rõ ràng là họ phụ thuộc vào người nước ngoài. Thì trong thời gian dài họ sẽ yếu thế hơn Nga trong cái cuộc chiến tiêu hao. Nhưng còn hiện nay họ đang sử dụng linh hoạt cái nguồn vốn, cái nguồn lực mà các nước phương Tây viện trợ cho để tạo ra được một cái lợi thế nào đó về mặt chính trị, về mặt quân sự. Thì đấy là cái sự hiệu quả của họ. Có thể sau chuyến này, toàn bộ một cái lượng lớn khí tài mà phương Tây viện trợ cho Ukraine bị hóa hết. Thế nhưng họ đạt được mục tiêu chuyển hóa được từ thắng lợi về mặt quân sự, chuyển hóa được thành thắng lợi về mặt chính trị. Thì đấy là cái giá phải trả thôi, đúng không? Và cái này thì bây giờ mà nói thì tôi thấy là hơi sớm, vẫn phải chờ xem. Bạn Vũ Long có một bình luận tôi rất đánh giá rất cao, đó là nước Nga muốn giữ chiến tranh ở mức độ nhỏ nhưng Ukraine đã đẩy chiến tranh lên mức độ rộng hơn, và nếu lâu dài Ukraine chịu sẽ đáp trả khốc liệt hơn. Thì vế thứ nhất là Ukraine đẩy chiến tranh lên mức độ rộng hơn thì chúng ta có thể thấy rằng đấy là nằm trong cái chiến lược của họ, rằng họ đang muốn không chỉ là nhắc nhở với thế giới, nhất là phương Tây và Mỹ rằng đang có một cuộc chiến tranh ở Ukraine đây. Đừng có lờ chúng tôi đi, chúng tôi sẽ cho thấy, cho quý vị thấy chúng tôi vẫn đang hiện diện. Đừng có lờ đi, đừng có lấy mấy cái câu chuyện ở Trung Đông mà quên chúng tôi. Thì đấy chỉ là cái ý nhỏ thôi. Nhưng cái ý tiếp theo là họ đẩy cái cuộc chiến này leo thang. Thì nếu ngày mai mà vẫn triển khai được cái buổi nói chuyện này thì chúng ta sẽ nói về cái chuyện đó. Cách đây khoảng 2 tháng, vào tháng 6, đã có một cái bài bình luận về cái khả năng Ukraine sẽ tấn công sang lãnh thổ Nga. Khi đó rất nhiều phân tích, thế nhưng mà không ai nghĩ rằng là Ukraine sẽ dùng bộ binh, lực lượng trên mặt đất để tấn công sang. Nó cũng chỉ nghĩ đến cái mức là dùng ATACMS, dùng Storm Shadow vân vân để tấn công vào các mục tiêu trên lãnh thổ Nga. Và các cái giới phân tích người ta tập trung vào cái câu chuyện đó. Thế cho nên đây là một cái diễn biến phải nói là leo thang. Và với một cái mức độ như thế thì cái quan hệ Nga và phương Tây nó sẽ diễn biến đến mức nào? Cộng thêm với những cái yếu tố nhạy cảm liên quan đến hạt nhân nữa, nhà máy điện hạt nhân, đúng không? Rồi chưa kể Voronezh, theo tôi nhớ không nhầm thì cũng có một cái trạm radar phòng thủ về mặt chiến lược, tức là để đối phó với các cái cuộc tấn công hạt nhân của NATO mà Nga bố trí tại đây. Đấy, nếu thuận đà mà đánh đến đây, đúng không? Thì sẽ không biết rằng là phía Nga có tính sổ câu chuyện này thành một cái xung đột, một cái mâu thuẫn, một cái lằn ranh đỏ về mặt hạt nhân hay không, chưa biết.